Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ ông nội sẽ cho Sam và sơ hút sữa nha các bạn. Sơ
Rồi các bạn, thì đây là ông đã may xong quần cho Sam và Sơ rồi các bạn. Rồi đến đây thì Khải cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.